Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình để góp nhận một tốc cần có kêu là BIC. Đây là website của nó này các bạn, để các bạn vào check thông tin nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay mình click link mô tả mình tay ra muốn start các bạn. Sau khi bấm start xong mới cấp trang các bạn. Nước cấp trang thì nó có một form in validation fee ship, thì các bạn vào xem website của nó các bạn. Rồi bấm bắt các bạn nhập vô đầu tiên các bạn join cái group controller này các bạn. Mình join sao? Rồi bấm đáp lại. Rồi các bạn join tiếp kênh chơi. Rồi các bạn bấm đáp lại. Rồi các bạn tạo Twitter thì các bạn follow và tạo Twitter thì inbox nha các bạn. Rồi các bạn chờ xíu nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like và tweet bị viết được game nha các bạn. Rồi các bạn bấm lại. Rồi các bạn bấm forecast nha các bạn. Rồi các bạn liền ở username Telegram của tất cả các bạn vào xếp team shop username Telegram của tất cả các bạn. Rồi bấm đáp nha các bạn. Rồi username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào MMO của bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ EAC với ETH với chút máy sơ wallet nên tôi cần các bạn copy địa chỉ giấy nha các bạn. Rồi gửi địa chỉ với bot đó mà. Rồi bấm view balance nha các bạn. Rồi bạn sẽ nhận được một token có kiểu là BIC các bạn. Rồi mong muốn cái link lên kết chia sẻ một bài những cái thằng. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.